chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến với kênh của Hải Lang Thang. Ngày mới thêm chúc tất cả các bác luôn là mạnh khỏe, vui vẻ và nhiều tiền các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ với tất cả các bác một vấn đề, đó là GrabCar trừ phí bao nhiêu phần trăm và Bica trừ phí bao nhiêu phần trăm các bác nhé. Và đây là cái thông tin mới nhất bắt đầu mới có từ mấy ngày hôm nay các bác nhé. Em sẽ chia sẻ với các bác như này. Về tình hình GrabCar ấy, thì khoảng 3 ngày nay GrabCar bắt đầu tăng giá cước phí của lấy xe. Thế thì tăng lên bao nhiêu? Thế thì trước kia có nghĩa rằng là từ thời mà Uber còn ở Việt Nam ấy, thì giá phí của lái xe là 23,6. Còn sau khi Uber ra đi thì lái xe tăng lên là 28,38. Thôi bây giờ chúng ta không nói cái thời Uber nữa, mà chúng ta nói toàn bộ lái xe. Nếu anh em bắt đầu từ năm nay, từ những ngày này trở đi, thì giá phí của Grab là 28,38 và đã tăng lên thành 32,841 các bác nhé. Giá phí mới chiết khấu của lái xe là 32,841. Trong khi đó cái giá chiết khấu như tăng lên như thế này thì Grab có thông báo với lái xe là tăng lên mỗi chuyến xe giá cước phí là tăng lên từ 8.500 tăng lên 9.500 một km. Và trong một chuyến đi khi chúng ta chở khách ấy, thì chúng ta có thêm một cái tiền phí nữa là 400 đồng trên một phút. Thì cái 400 đồng trên một phút này từ trước đến giờ vẫn có rồi. Còn nó có sự thay đổi là từ 28,38% tăng lên 32,841 các bác nhé. Đấy. Thế thì để dễ dàng và dễ hiểu như này thì em sẽ tính tiền với các bác như này cho nó dễ hiểu hơn này. Em tính số lẻ để nó ra số tròn với nhá. Ví dụ cuốc xe của chúng ta là 102.000 thì đầu việc đầu tiên trước khi ăn chia các bác nhá, là 102.000 chúng ta bị trừ 2.000, đó là phí nền tảng. Phí nền tảng ở đây có nghĩa là phí khách hàng sử dụng cái ứng dụng của Grab các bạn. Có nghĩa là 102.000 trừ đi 2.000 phí sử dụng ứng dụng là còn 100.000. Thì 100.000 này chúng ta sẽ bắt đầu mới chia sẻ với Grab là 32,841. Thế có nghĩa rằng là một cước phí là 102.000 là chúng ta còn 100.000 thôi. 100.000 thì ăn chia 100.000, thế là 100 cước. Như vậy thì chúng ta còn lại là bị trừ 32.841 đồng trên một chuyến xe có trị giá là 102.000. Đấy là thứ nhất nhé. Còn ví dụ có trường hợp khách hàng họ mới tải ứng dụng Grab về, có nghĩa rằng là họ chưa tải ứng dụng Grab về nhé, mà cước phí của họ một chuyến đi ví dụ là 104.000 thì chúng ta sẽ còn bao nhiêu nhé. 104.000, việc đầu tiên là chúng ta bị trừ 2.000 phí nền tảng như em vừa nói. Và tiếp tục trừ 2.000 tiếp, đó là 2.000 một phí mà khách hàng tải cái ứng dụng Grab về ấy. Đấy, những người mới tải ứng dụng Grab về bị trừ thêm cái phí là 2.000 đồng cho tải ứng dụng Grab về. Và phí 2.000 đồng cho mỗi lần đặt xe. Như vậy, những người mới tải về thì 100 cước phí của chúng ta cho một chuyến xe là 104.000. Chúng ta bị trừ mất 4.000 rồi. 104 trừ mất 4.000 rồi, còn 100.000 thôi. Thì 100.000 này bắt đầu mới ăn chia là 32,841. Các bác nhé. Đấy, có nghĩa là 104.000 trừ 4.000 vứt đi, còn 100.000 ăn chia trừ đi 32,841 là chúng ta 104.000 là chúng ta đi mất 32.841 đồng cộng với 4.000 mà em vừa nói các bác ấy. Đấy, như vậy thì phí Grab bắt đầu tăng lên rất là cao. Có vẻ như Grab họ cảm thấy là họ đang nắm ưu thế và họ cảm thấy là họ đang chi phối được tất cả anh em lái xe công nghệ, và họ cảm thấy được là họ tầm hưởng gọi là rất là cao, cho nên họ đã quyết định là tăng lên giá cước. Còn dĩ nhiên cái vấn đề khi tăng lên giá cước ở đây ấy, họ cũng nói là giá tăng giá cước ở đây cũng là mỗi chuyến xe khách hàng cũng tăng lên 1.000, nhưng thực tế rằng là những chuyến xe em chở những ngày gần đây thì em thấy rằng là hầu như là không tăng, không có gì thay đổi. Đấy, chỉ có mỗi là cái chiết khấu của chúng ta là bị thay đổi là tăng lên thôi. Như vậy là nỗi buồn trồng chất nỗi buồn, đấy, tăng rất là nhiều. Một cái vấn đề tiếp ở đây như này, trước khi họ tăng lên giá chiết khấu như này thì dĩ nhiên thì thực tế sẽ là đổ lỗi thì không đúng lắm. Họ sẽ nói rằng là do quy định của nhà nước, cái thông tư cái gì 126 của chính phủ cái gì đấy tăng giá phí 10% cho mỗi cước xe đấy. Nói thẳng ra một câu như này, từ trước giờ thì vẫn tăng thuế này nọ này kia, nhưng đấy là lý do mà Grab đưa ra để tăng lên chiết khấu lần này. Đấy là cái giá phí của Grab các bác nhá. Còn nếu chúng ta mà vấn đề tiếp, ngoài cái giá phí của Grab ra như này thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả anh em lái xe mới vào là rất là cao. Còn những anh em mà từ ngày trước, từ thời trước khi Uber của họ là 23,6 thì năm nay bây giờ họ tăng lên thành 28,36 các bác nhé. Còn thôi những người đấy thì không nói gì. Còn những người như em và như các bác nếu mới vào thì sẽ tăng lên thành 32,41. Đấy là những gì em muốn chia sẻ với các bác. Và một vấn đề tiếp đó là vấn đề của Bica trừ phí bao nhiêu phần trăm các bác. Em muốn nói các bác như này nhé. Bica, nếu chúng ta hỏi là anh Bi ơi, anh Bi, em vào lái xe cho anh thì anh trừ em bao nhiêu phần trăm, thì Bi sẽ trả lời rằng là anh trừ của em là 25% em nhé. Đấy, thực tế là Bi nói chung với chúng ta là trừ 25%, nhưng thực tế trên tổng một chuyến đi chúng ta sẽ bị trừ khoảng 33,3 cho đến 34,5. Ví dụ em nói như này,
quốc khách của chúng ta là 100.000 đồng. 100.000 đồng. Thì cái việc đầu tiên trước khi ăn chia ấy, chúng ta bị mất là 10% phí VAT và còn có 90.000 đồng thôi. Chúng ta mất một cái tiền tiếp theo, đó là cái tiền phí sử dụng ứng dụng, nghĩa là giống như Grab, có nghĩa là Bi cũng học Grab. Nhưng Grab mỗi một cuốc xe thì Grab trừ là 2.000 đồng. Nhưng đối với Bi thì cước phí càng cao thì cái phí sử dụng ứng dụng của Bi này càng cao. Còn Grab nhá, mỗi chuyến là 2.000 là 2.000. Còn ông Bi thì là phí càng cao thì phí sử dụng ứng dụng càng cao. Còn nó tính như thế nào, càng cao như nào, ngày trước Bi có gửi về nhưng em quên mất rồi. Nhưng tóm lại là mỗi chuyến xe của Bi là ví dụ 100.000 thì trừ đi 10.000 là phí VAT, còn 90.000. 90.000 trừ tiếp cái phí sử dụng ứng dụng. Nó 100.000 cước 100.000 nó khoảng 3-4.000 thì phí sử dụng 3-4.000 gì đấy. Cước càng cao là trừ phí càng cao các bác nhá. Đấy. Sau đó chúng ta bắt đầu mới trừ đi phí của Bi là 25%. Nhưng nôm na chúng ta là anh em lái xe, chúng ta không quan tâm những cái vấn đề là Bi trừ linh tinh cái gì thì phí gì phí gì. Chỉ quan tâm rằng là một chuyến xe chúng ta nhận về là bao nhiêu, đúng không các bác? Như vậy rằng một chuyến xe chúng ta nhận về là, ví dụ cuốc xe là 100.000 thì chúng ta bị trừ là 33%. Nếu cuốc xe trên 100.000, 200.000, 300.000 thì chúng ta bị trừ khoảng 34,4%. Có nghĩa rằng là tất cả những chuyến xe em chở và khi em tính chi ly, em không quan tâm đến họ trừ những cái phí gì, những cái phí gì, phí sử dụng ứng dụng hay là phí VAT, em không quan tâm. Chỉ quan tâm là mình cầm về là bao nhiêu thôi. Thì mình cầm về là dao động khoảng bị trừ đi là 33,3 cho đến 34,4. Thì có nghĩa rằng là số tiền còn lại là các bác tự tính đấy. Mình trừ 33,3 thì mình còn 66,6 trong một chuyến xe. Mình trừ 34% thì mình... À trừ 33,3 thì mình còn là bao nhiêu đấy nhá, 66,7 thì vậy. Đấy, như vậy mỗi chuyến xe của Bi thì chúng ta là còn 66,7%. Đấy, còn đối với Grab, em vừa nói rồi, em lại nói thêm một vấn đề tiếp. Grab nói với chúng ta rằng là tăng giá phí lên từ 28,38 lên 32,841. Nhưng thực tế một chuyến xe của Grab là trừ đi, nghĩa là em cũng như các bác nhé, em nói lại một chút này, em nói hơi cực tiễn một chút là mình không quan tâm họ trừ cái gì, quan tâm là một chuyến xe mình cầm về bao nhiêu, đúng không? Thì một chuyến xe Grab ấy tính chi ly từ A đến Z thì cuốc xe 100.000 thì là cuốc xe ấy. Em nói ấp úng quá. Có nghĩa là tính chi ly của Grab là Grab nói là 32,841 nhưng thực tế thì em chia ra thì nó rơi vào khoảng 33,3. Tóm lại nhé, tất cả các chuyến xe Grab là trừ đi chúng ta mất chiết khấu là 33,3 tổng từ A đến Z chi ly đấy. Còn họ nói 32,841 là đúng. Như vừa nói các bác rồi, 104.000 thì trừ mất 2.000 phí ứng dụng rồi thì mình có được đâu. Để trừ 2.000 đăng ký Grab nữa thì mình có được đâu. Như vậy là cuốc xe 104.000 là mình bị trừ tổng là khoảng 33,3. Còn đối với Bi là cuốc xe của chúng ta bị trừ khoảng 33,3 cho đến 34,4. Cuốc xe càng cao chúng ta bị trừ càng cao. Đấy là những gì em muốn chia sẻ với các bác. Thì ngoài cái vấn đề mà chiết khấu như này ra thì chúng ta thì nói về thưởng một chút. Chẳng lẽ mình nói cái xấu, hết cái xấu thì không hay lắm, nói những cái trừ cao thì nó không tốt lắm. Cái thưởng như thế này, đối với Grab ấy, ngày xưa mà chúng ta mà chạy gắn kết chạy một ứng dụng của Grab thôi thì chúng ta chạy trung thành với họ thì chúng ta sẽ được hoàn lại ngày xưa là 6%. Nhưng dần dần thì lái xe đông quá và xe nhiều quá và Grab thấy rằng là họ ảnh hưởng rất cao đến anh em lái xe công nghệ thì họ giảm xuống 6%, giảm xuống còn 5%, 4% và hiện tại bây giờ là còn 3% thôi đấy nhé. 3% có nghĩa rằng là một tháng các bác chạy được 450 cốt trở lên và các bác tỷ lệ hoàn thành chuyến là 90% trở lên. Mấy số sao của các bác là không dưới 4,9 thì các bác sẽ hoàn lại tiền doanh thu. Có nghĩa rằng là các bác được hoàn lại 3% trên tổng doanh thu các bác đi làm. Có nghĩa là một tháng các bác chạy được 30 triệu thì các bác được hoàn lại doanh thu là 3%. Có nghĩa là bác được hoàn thành 30 triệu thì các bác 3% thì các bác đấy được hoàn lại 3% của 30 triệu. Thì có nghĩa rằng các bác được 900.000. Nhưng mà 900.000 này các bác không chọn 900.000 đâu nhá. Các bác lại bị trừ tiền thuế nữa cơ. 900% hình như là 900 thì còn 209 gì đấy. Đấy nó kiểu như thế. Thì vì bây giờ xe tăng nhiều rồi thì họ giảm xuống. Như vậy là một tháng vừa nói các bác rồi. Thì nếu các bác chạy đúng như thế mà chịu khó đạt được du quốc như vậy thì các bác được hoàn lại 3% trên tổng doanh thu một tháng của các bác. Thì ngoài cái tiền mà được cái tiền 3% này thì bác phải thêm cái tiền liên tiếp nữa, là cái tiền mà các bác chạy hàng ngày ấy. Nếu một ngày mà các bác chạy chăm chỉ chịu khó mà các bác được thưởng ấy, thưởng ngày ấy, có nghĩa rằng là mỗi một chuyến xe thì Grab quy mỗi chuyến xe là ngọc, có nghĩa là một chuyến xe thì giờ cao điểm là 30 viên ngọc, còn giờ thấp điểm, còn giờ buổi trưa là 20 viên ngọc gì đấy, tùy từng thời gian mà họ thưởng khác nhau. Nếu các bác đạt được chỉ tiêu thì một ngày các bác sẽ được thưởng dao động từ khoảng từ 30.000 đồng cho tới 300.000 đồng một ngày. Nhưng mà thực tế nhé, cái số lượng một lái xe được thưởng 300.000 đồng một ngày thì nó không có nhiều đâu các bạn. Em nghĩ là chắc dự đoán chắc là khoảng 500 người có một người được 300.000 thôi. Còn thường nếu mà anh em nào chịu khó thì thường thì cũng chỉ được dao động mà từ thưởng một ngày được 30.000 đồng cho đến 100.000 đấy các bạn ạ.
đa số là được 30.000 đồng tới 100.000. Và cái số thưởng mà mọi người được hay đặt thưởng nhất thì được khoảng 50.000 một ngày. Cái thưởng mà chúng ta chịu khó chạy giờ cao điểm ấy, thì chúng ta chịu khó chạy được nhiều chuyến ấy, đấy là đối với Grab. Còn đối với BK thì thưởng như thế nào? Thì BK thì cũng giống như Grab, thì họ cũng thưởng nếu chúng ta đạt được chỉ tiêu. Chỉ tiêu đối với BK thì họ khác, họ lại quy ra điểm, họ không quy theo chuyện. Đối với Grab là 450 chuyến trở lên, thì đối với BK thì họ lại quy theo một tháng là bao nhiêu điểm đấy. Thứ hai em nói bây giờ thì lúc các bác vào nó sẽ khác. Thì đối như như Bi ấy, nếu chúng ta chạy được chỉ tiêu của họ mà chúng ta được lên các hạng. Ví dụ như vừa rồi của Grab là Bạch Kim là 450 trở lên đấy. Còn đối với Bi nếu chúng ta đạt được các hạng như Pro cộng trở lên. Pro cộng thì có nghĩa là một tháng các bác được chiết khấu những 6% doanh thu của tổng thu nhập thôi. Thế nhưng mà em vừa nói các bác rồi đấy, không phải là 6% thì không phải được tất cả tổng các bác thu về ấy. Các bạn lại phải trừ tiền thuế này thế kia, thì ví dụ 30 triệu thì các bác nôm na là mất 10% tiền thuế lên thì 30 triệu. Ví dụ tháng 30 triệu thì bác chỉ còn 27 triệu thôi. Thì các bác được thưởng khoảng 6%, chứ không phải khoảng trên 6% trên tổng 27 triệu họ hoàn tiền cho mình. Đây là một cách mà họ thưởng cho mình để mình trung thành chạy BB. Nếu mà Pro thì là 5%, Pro cộng là 6%, vàng thì là 4%, xuống dần đấy. Nó xuống dần như vậy. Ngoài cái tiền này, ngày số tiền này ra thì cũng giống như Grab thì Bi cũng thưởng theo số tiền theo tuần. Grab thì thưởng theo ngày, còn Bi thưởng theo tuần. Ví dụ mỗi chuyến xe của Bi thì quy tính thành điểm. Nếu một chuyến xe trong giờ cao điểm thì Bi tính là 2 điểm. Nếu mà trên 8 km thì cộng thêm 1 điểm là 3 điểm đấy trong giờ cao điểm. Còn giờ thấp điểm thì trên 8 km thì cộng 1 điểm thôi. Còn giờ thấp điểm thì cũng cộng 1 điểm thôi. Nếu chúng ta một tuần mà chúng ta đạt được 110 điểm thì chúng ta được khoảng 700.000. Nếu chúng ta đạt được 150 điểm thì họ lại thưởng lên 1 triệu chẳng hạn. Đấy, ví dụ mỗi một người sẽ có một cái thưởng khác nhau nhé. Không ai giống ai đâu các bạn. Nghĩa là mỗi một người họ cho một chế độ thưởng khác nhau. Đấy là những gì mà em muốn chia sẻ với các bác về cái vấn đề là chiết khấu và thưởng nhé. Thì theo cá nhân em cảm nhận vấn đề như này này. Đối với Grab hay là Bi, nếu các bác chạy chuyên Grab hoặc là chuyên Bi thì cái vấn đề xe ô tô là xe đẹp hay xe xấu là không quan trọng các bác nhé. Tại vì giá cước của xe đẹp xe xấu là đều bằng nhau. Nếu bác chạy xe 7 chỗ, em chạy xe Kia Morning thì giá cước của một chuyến xe đều bằng nhau. Trừ khi là bác xe 7 chỗ mà khách hàng đặt xe 7 chỗ thì giá cước mới tăng. Còn nếu bác khách hàng đặt chung chung là Grab K hoặc là BK thì 7 chỗ với 4 chỗ là đều giống nhau các bác nhé. Nếu chạy chuyên thì em nghĩ là không cần phải xe đẹp, xe bình thường sẽ rẻ tiền thôi, cứ hao cho nó nhanh. Thì xe đẹp mà phí mà em vừa nói các bác như vậy là phí chiết khấu là rất là cao, thu về rất là lâu, như vậy là rất là sốt ruột. Nếu các bác chạy chuyên Bi hay chuyên Grab thì không cần phải xe đẹp, xe rẻ tiền là được rồi. Giá cước bằng nhau mà, giá cước bằng nhau tội gì phải đầu tư xe đẹp. Còn nếu bác vào Grab và Bi với mục đích là bác câu khách từ Grab hay Bi ra thì bác phải đầu tư xe đẹp. Bao giờ thế mình như khách thôi, giá cước rẻ, xe đẹp ai chẳng thích. Đấy là những gì em muốn lưu ý với tất cả các bác. Thì vì xong vừa rồi ấy, thì thực ra Bi thì Bi trừ phí rất là cao. Vừa nãy thì em có việc một chút nên em không nói hết được với tất cả các bác. Em muốn nói nốt một vấn đề tiếp như này. Thì trước kia thì khi Bi mới ra ấy, thì Bi trừ phí rất là cao ấy. Bi trừ 25% nhưng mà tổng trên một cỗ xe thì mình sẽ mất khoảng 33-34%. Thế nhưng mà hồi đấy thì Bi mới ra cho nên là Bi đã trừ phí cao như vậy rồi. Thì khi Bi trừ phí cao như vậy thì hầu như lấy xe cũng không phản ứng gì nhiều. Chỉ có nói lung tung một chút trên Facebook thôi. Nhưng đấy họ trừ cao ngay từ đầu. Còn khi Grab mới đến Việt Nam thì Grab trừ 15% rồi tăng lên 23%, tăng lên 28% và hiện tại bây giờ là tăng 32,81%. Thì khi tăng cao như thế này thì đa số anh em lấy xe đều rất là phẫn nộ. Cả Grab K lẫn Grab 3 cũng tăng lên khoảng 28% gì đấy. Thì hầu như anh em Grab 3 họ đều đình công và đều phản đối khi cước phí Grab tăng do Grab nói là do lý do chính phủ thu thuế gì đấy. Còn đối với Grab K cũng tăng lên 32,81%. Tuy nhiên mà anh em Grab K hầu như là mọi người chỉ phản đối, gọi là chỉ comment nói liên thuyên trên Facebook một chút thôi. Còn tại sao anh em Grab K không dám đình công là vì như này, là vì anh em lấy xe Grab K ấy, mọi người đều bỏ số tiền rất là lớn khi mua chiếc xe khoảng 300-400 triệu trở lên. Thì khi đình công thì tâm lý chung ai cũng sợ mình bị khóa tài khoản, ai cũng sợ mình không có việc làm, cho nên là chỉ có phản đối trên Facebook một chút thôi, trên Facebook thôi, không ai dám bằng làm hành động. Còn anh em Grab K thì lượng có vẻ như lượng xe đông hơn rất là nhiều, và có vẻ số tiền đầu tư cho chiếc xe máy thì dao động từ khoảng 20 triệu cho đến 50 triệu, và anh em đình công rất là nhiều. Và đỉnh điểm là mấy ngày vừa rồi là anh em biểu tình đi ra ngoài đường rất là đông, rồi lên tận văn phòng nói chuyện với Grab thì hàng trăm hàng nghìn anh em lấy xe họ đình công, và có cả công an vào việc các thứ. Thì cũng tất cả thì cũng chỉ mong sao cho chiết khấu của Grab giảm xuống mà thôi. Vì một thực tế đó rằng là Grab họ là ông chủ và họ đã làm chủ được cuộc chơi, và tầm ảnh hưởng của họ, họ đã cảm thấy họ là tầm ảnh hưởng họ rất cao cho nên họ đã tăng chiết khấu lên. Dĩ nhiên tăng chiết khấu thì đều có lý do là do nhà nước, họ đổ lỗi là do nhà nước tăng thuế lên. Nhưng cái vấn đề ở đây rằng là rất nhiều anh em phản đối, tại vì nó trừ phí cao như thế này thì không biết tiền một ngày chúng ta cầm về được bao nhiêu tiền. Như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của tất cả anh em lái xe. Thế thì
Và cái vấn đề tiếp vấn đề ở đây nữa thì vài ngày tới thì Grab sẽ cùng nói chuyện với anh em lái xe, thì không biết là có giảm xuống cho anh em lái xe hay không, hay là vẫn giữ nguyên cái tăng như này thì em không biết. Thì nếu mà em đưa kết quả như nào thì em sẽ gửi đến các bác sau. Và một vấn đề tiếp đó là cái phí của Grab VIPK mà em vừa nói các bác ấy thì hình như là như thế, và trừ cao như vậy và cũng thưởng như vậy, thì em không khuyên các bác là chạy xe, nên chạy xe không chạy xe. Các bác nào đang chạy thì bác biết rồi, em không nói nữa. Còn các bác nào đang chuẩn bị muốn chạy chạy Grab K hoặc là VIPK thì phí nó là như vậy đấy, thì bác cân nhắc xem mình có nên chạy hay không nên chạy. Em chỉ là người truyền thông tin đến cho các bác thôi, còn em không khuyên các bác là chạy hay không chạy các bác nhé, thì các bác tự cân nhắc đến cho mình. Còn đối với em thì bây giờ em mua xe rồi thì em chưa nghĩ được việc gì khác. Nếu em tìm được việc khác có nhiều tiền hơn, cái công việc như này thì chắc chắn em sẽ chuyển. Còn hiện tại bây giờ thì em chỉ biết chạy xe thôi, cũng chưa biết là như thế nào. Rồi thì bây giờ để tránh thời gian, các bác ấy, thì em xin phép được chào hẹn gặp lại tất cả các bác nhé. Thì sau đây em gửi các bác một số hình ảnh mà anh em Grab họ đình công để phản đối Grab, để muốn Grab là giảm chi phí xuống, thì em gửi các bác một số hình ảnh. Còn có thông tin gì mới mà Grab có nhượng bộ cho lái xe, hoặc muốn thông cảm và hiểu cho lái xe nhiều hơn, hoặc muốn chiếc khấu xe giảm xuống không như thế nào, thì phải vài tháng nữa mới có kết quả chính thức. Còn hiện tại bây giờ thì Grab vẫn giữ nguyên chiếc khấu rất là cao, ô tô là 32,841, còn Grab Bike thì đều là khoảng 28%. Em xin phép được chào các bác nhé. Nếu video em hay thì em xin các bác một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em, để em ra cái video tiếp theo các bác nhé. Em xin phép được chào các bác. Chào các bác.